làm lợi ích họ cụ thọ thiện hiện lại thưa phật bạch thế tôn khi đại bồ tát hành bát nhã và làm mật đa sâu xa trụ dị thục danh công đức chân tịnh giáo pháp đến bờ kia năm thần thông dùng bố thí thu nhiếp làm lợi ích hữu tình như thế nào phật bảo thiện hiện khi các đại bồ tát hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa thì cho các hữu tình những vật cần dùng nghĩa là cần uống ăn thì thí cho uống ăn nếu cần xe cưỡi thì thí cho xe cưỡi nếu cần áo mặc thì thí cho áo mặc nếu cần hương hoa thí cho hương hoa nếu cần các thứ của cải khác thì đều thí cho không để thiếu thốn hoặc cũng dường đủ lại phẩm vật cho thành văn độc giác bồ tát chư phật thế tôn khi thí như thế tâm của vị ấy bình đẳng không tưởng sai khác mà hành bố thí như thí cho người trì giới và người phạm giới cũng vậy như thí cho người và chẳng phải người cũng vậy như thí cho nội đạo và ngoại đạo cũng vậy như thí cho các vị thánh và phàm phu cũng vậy như thí cho kẻ cao sang và người hèn hạ cũng vậy. Trên từ chư Phật dưới đến bàng xanh, bình đẳng bình đẳng không có phân biệt, chẳng xem phước điển có hơn kém khác nhau. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát đã thấu rõ tất cả Pháp và các hữu tình tự tướng đều không, không khác nhau nên không có tường khác mà hành bố thí. Đại Bồ Tát này do không có tưởng khác mà hành bố thí, nên được quả không khác, không sai biệt, nghĩa là được viên mãn trí nhất thiết trí và vô lượng vô biên các Phật Pháp khác. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát thấy kẻ đi xin đến mà nghĩ rằng kẻ đi xin đến đây nếu là như lai ứng tránh đẳng giác, vì là bậc phước điển nên ta thí cho, nếu chẳng phải như lai ứng tránh đẳng giác mà là bàng xanh vân vân chẳng phải phước điền thì chẳng nên thí cho. nếu đại bồ tát nghĩ như thế thì trái với pháp bồ tát vì sao vậy vì các đại bồ tát phải tịnh tâm mình thì phước điền mới tịnh cho nên thấy các kẻ đi xin chẳng nên nghĩ rằng hữu tình như thế này đến cầu xin ta nên thí cho hữu tình như thế kia đến cầu xin ta chẳng nên bố thí nếu khởi nghĩ như vậy thì trái với gốc đã phát tâm đại bồ đề nghĩa là các bồ tát vốn đã phát tâm vô thượng tránh đẳng giác ta vì hữu tình mà làm chỗ nương tựa cồn bãi nhà cửa cứu hộ thấy kẻ đi xin đến nên nghĩ như vậy này hữu tình này nghèo cùng côi cốt ta phải dùng sự bố thí mà thu nhiếp làm lợi ích họ người kia do duyên đầy cũng có thể làm việc bố thí ít muốn vui đủ từ bỏ việc giết sanh mạng nói rộng cho đến từ bỏ lời nói tạp uế cũng điều phục được tham sân tà kiến do nhân duyên đây nên sau khi mạng chung sanh vào đại tộc sát đế lợi cho đến sanh vào đại tộc cư sĩ hoặc sanh vào một chỗ nào đó giàu sang của báu dồi dào tu các nghiệp lành hoặc do nhân duyên thu nhiếp làm lợi ích của sự bố thí đây nên lần lần nương vào tam thừa mà được giải thoát lại nữa thiện hiện nếu các oán địch của các đại bồ tát hoặc các hữu tình đi đến chỗ của Bồ Tát để làm tổn hại, hoặc vì thiếu thốn nên đến cầu xin, thì Đại Bồ Tát này chẳng nên phát khởi dị tâm phân biệt. Đây nên thí cho, kia chẳng nên thí cho, mà chỉ nên phát khởi tâm bình đẳng theo sự mong cầu của họ, như xin các chi phần của thân hoặc các cuộc cải nước thành, vợ con thì đều nên ban cho vì sao vậy? vì đại bồ tát này vì lợi lạc rộng lớn cho các hữu tình nên cầu vô thượng tránh đẳng bồ đề nếu mà phát khởi dị tâm phân biệt đầy nền thí cho kia chẳng nên thí cho thì sẽ bị chư phật độc giác thành phần bồ tát trời người a tu la các chúng hiển thánh đều đồng của trách Ai mời thỉnh ngươi phát tâm Bồ Đề thề làm lợi ích khắp cho các loài hữu tình, làm nơi nương tựa cho những kẻ không nơi nương tựa, làm nhà cửa cho kẻ không nhà cửa, làm người cứu hộ cho kẻ không người cứu hộ, làm bến bờ cho kẻ không có bến bờ, kẻ chẳng an vui khiến cho được an vui, mà may.